Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ mình chơi với đồng đội, nhưng mà đồng đội của mình thì đi đu quay các kiểu rồi. Một bé này. Vâng, đồng đội mình đi kiếm cái chỗ có đu quay để về bản chính thức thì mình chơi cùng với Mây nhá. Chứ bây giờ test một mình không có vui. Ok, và hôm nay thì mình sẽ không có test cái trò đấy mà mình sẽ test cái trò khác. Đó chính là mình sẽ cố gắng kiếm con xe bọc thép chơi. Ok. Và cảng này nghe bắn nhau khá là rộn rã, nhưng mà mình thấy đâu có nhiều đâu. Có AK mới rồi. Vâng, K98 luôn. Bên này EMP bắn khá là xì đa em ạ. Đạn 4.5 ấy. Mình bắn kiểu nó yếu quá à. Không bắn xa được. Bắn cứ gần 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 với lại ít đạn, khó chịu cực. Đây như nó chỉ là một con boss mà thôi. Đây, người ở trên dần giáo xuống này này. Ở bên này kiểu nút di chuyển nó hay sao sao ấy. Mỗi lần mà mình ra xe hay là mình kiểu mình nhảy xong hay là mới làm gì đấy thì nó kiểu nó bị đứng. Một bé này. Trời ơi, khó bắn cực luôn em ạ. Không quen máy. Hai bé này, trời ơi, các bạn thấy mình đưa tâm mù mắt không? Mù mắt vãi chưởng luôn đấy. Nhưng mà không sao, vẫn bắn được anh em ạ. Cố cố tí vẫn chơi được. Ok. Ủa? Mình nghe. Vâng, hình như mình nghe thấy tiếng flare gun ở đâu ấy. Đây đây, thấy rồi. Ở đây ngoài bo. Rồi, xe bọc thép này. Từ để mình đi loot bọn này tí rồi mình sẽ qua. Wow, lại là một con boss nữa. Trời ơi, xe bọc thép này. Đấy, các bạn xem như này. Các bạn hãy xem như này. Taxi. Phải dừng ngay chứ còn gì nữa. Trời ơi. Mình cảm giác chơi team up với bọn China dễ vãi chưởng luôn đấy. Và đây, xe bọc thép nó cũng không đẹp như trên PC nhỉ. Đồ họa PUBG Mobile nó cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mà như thế này là quá là ok rồi. Mình cảm giác nhìn con trực thăng nó đẹp hơn cái này nhiều. Cái này tạo hình nó vẫn chưa chi tiết. Cảm giác như là cái đồ mà kiểu đồ bị hỏng ấy, không lái được ấy. Nhìn đồ họa xe đâu mà nó không chi tiết cho lắm, thì nó khá là mờ mờ, khá là mờ nhạt. Vâng, mong là ra bản chính thức thì nó sẽ làm con xe nó đẹp đẹp một tí mà thôi. Như này cũng ổn, tại vì nếu nếu mà nó mờ mờ như này thì đi nó lại hòa hòa quyện vào với cỏ ấy, cũng khó nhìn, cũng ổn phết. Cái mà đi chung với lại cái chế độ trực thăng ấy, thế luôn ấy, vui phết này. Vâng, đây bị lút hết rồi. Ngồi ở trong đây thì các bạn sẽ không bắn được. Để mình lựa đến cái lúc nào đấy thằng này kiểu đi xuống ấy, mình sẽ lái thử xem. Vâng, toàn xài đồ của người khác cái này. Để mình bật lên HDR nha. Cảm giác chơi bản test ấy nó giật lắm anh em ạ. Đấy, bật lên phát nó bắt đầu không được mượt lắm đây này. Không biết là do máy mình yếu hay là do cái bản này nó nặng thật hay là nó lỗi. Chứ mình chơi PUBG bình thường là nó rất là mượt đây em ạ. Có khi là mình lại đổi máy với thằng em của mình. Đây là máy thằng em của mình nha. Mình không xài máy này. AK này. Ủa, đồng đội thằng này à?
mà mình cũng chả biết nữa, không biết là như nào. Ủa thằng kia bị lag cái sao, bò trông có vẻ nhanh vậy. Thôi mình không giết đâu, cứu đi cứu đi cứu đi anh bạn trẻ. Tao không có xuống đâu, cứ sợ cái gì thế. Vâng, nó để bên góc này mình xuống khi nó xấy được ấy. Thằng này khốn nạn ghê, chắc đồng đội của thằng đấy. Xe này cũng chỉ có 4 chỗ. Ui, thằng kia. Ui, hack à? Hack này. Ui, ui, trời ơi. Thằng này hình như hack chạy nhanh em ạ. Kinh vãi. Hay là mình bị lag nhỉ? Có khi là mình... Ơ, kìa. Hình như thằng này hack chạy nhanh em ạ. Không phải mình bị lag. Trời đất ơi. Căng nhở. Bây giờ đưa xe xuống đây rồi làm sao lên được đấy. Ui, thằng bên kia cũng chạy nhanh vãi trưởng. Mình không biết là thằng hết lần nào luôn ấy. Có khi cả team cũng hết chứ. Sợ thế là rồi. Ghê vãi trưởng. Vâng, bản test cũng hết anh em ạ. Khó hiểu thật sự luôn ấy. Không biết là nó lôi hết vào bản test để làm gì. Chắc là nó không sử dụng được ở trong bản chính thức thì nó lôi vào bản test nó xài. Với lại cái game China ấy, mình ít khi thấy hack lắm. À không phải ít khi, mà nó không có hack, chứ không phải là ít khi nữa. Nhưng mà kiểu nó không test được trong bản chính thức thì chắc nó lôi vào bản. Ui. Ờ lúc nãy mình vừa thấy nó ngồi vào xe, nó chạy từ đâu ra vậy. Hay thế. Ai nổi cần đi xe nữa. Ông chạy bộ đi. Rồi, có mùi đòi xe đâu đây. Muốn lấy xe gì? Đấy. Trời ơi, tốc độ bàn thờ này. Đấy, nó bắt đầu. Trời. Tốc độ chống hết cả mặt. Mình lúc đầu mình cứ tưởng máy mình lag cơ. Gì đây? Có khi nó mình muốn mình ra để nó giết đấy. Nãy mình knock nó một lần rồi. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Don't kill me. Nhìn tao đi. Bây giờ làm sao phải giết ba thằng một lúc được đây. Đấy, bắt đầu giả vờ AFK rồi đấy. Mình mà lao xuống nó sóc chết mình ngay. Nó cầm 55 khẩu sóc can rồi kìa. Đấy, giả vờ cho đồ này. Mình mà lao xuống. Mình có thấy đồ gì rớt ở đâu? Lừa tao à? Cho đồ sao không thấy đồ gì hết vậy? À, trời ơi, tao thông minh lắm. Ngon giết tao đi. Ngon thì sóc nổ xe xem nào. Xe bọc thép thì nó khá là trâu. Nên cũng không phải lo lắm anh em à. Cùng lắm mình sẽ lái xe bỏ chạy. À đâu? Cùng lắm mới nói giết mình đi xe chứ tầm này chạy sao nổi nó bây giờ. Nó muốn giết mình lắm rồi đấy. Không có cách gì giết được đúng không? Biết thế lúc nãy mình nhảy xuống mình giết bà luôn. Mình không nghĩ là nó hack chứ anh em ạ.
Lúc đầu mình tưởng là bò bị lác cơ, đậu phộng nó chơi hết kìa. Mất dạy ghê. Bom không ném ra ngoài được. Trời ơi, đi đâu thì đi đi, tao đéo ra đâu. Tao đâu có ngu. Ra bị bắn chết sao? Úi xe kìa. Rồi, một thằng. Rồi, tao lái xe cover cho. Mình phải giả vờ tốt với nó anh em ạ. Để cho nó tin tưởng mình. Xong rồi mình giết nó. Các bạn thấy hợp lý không? Cứu bạn đi kìa. Đi xem gì đây. Cứu bạn à? Cho mình lên luôn. Thằng này bắn cà khịa hơi nhiều ấy nhá. Rồi ôi. Ui. Sấy bốc khói luôn này. Xe. Ơ. Ui, cái này bắn không tâm. Khó lắm. Rồi, đó rồi. Vâng, bên này bắn không tâm, không bắn được anh em ạ. Bắt buộc phải bật scope lên. Mà tại sao lại chết hai thằng nhỉ? Rõ ràng là đồng đội của thằng Hích mà. Tự dưng mình cán chết thằng ngồi xe luôn. Thế là bọn này khác team à? Tại sao lại khác team nhỉ? Ừ, nó cứu thằng ở dưới kìa, đúng không? Trời ơi, cái thằng hack kìa. Thay cho tao đi. Sợ lắm anh em ạ. Sợ quá trưởng. Đồng đội của bọn này vừa đến như sao ấy. Rồi, nóc rồi. Còn thằng hack đâu? Ủa? Bọn này giết hack chưa à? Hay thế. Ok. Ui. Trời ơi, cái thằng hack lại định mệnh. Ơ sợ. Khó hiểu nhờ. Tại sao thằng hack nó vẫn chưa lia được mà lại lên nút đồ được là sao? Trời ơi. Để xem nào. Ui, bắn nhầm nút ra rồi. Mình muốn xem thằng hack như nào cơ. Cày thế là rồi. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cái quá không giết được thằng hack. Tiếc ghê.